Mời các bạn cùng mình đến với một trong những món ăn rất là ngon khi các bạn đến với đám cưới Lạng Sơn, đó là thịt lợn quay. Các bạn không thể nào bỏ qua được. Đây này, bây giờ hãy cùng đến đây để xem chị ra mâm lợn quay nhé. Đây là món phở chua gần hoàn thành rồi, chỉ còn Lan đã đổ nốt cái nước lủ lên nữa là mực xào thập cẩm nhé. À bạn nha, tạm thử miếng mực đi. Ôi, nóng hổi luôn. Tiếp tục sẽ đưa các bạn đến với ẩm thực thịt gà ở đám cưới ở trên Lạng Sơn nhé. Đây, chỗ này là bắt đầu cô chị đang ra món thịt gà đây, chặt ra những cái đĩa này để lát nữa chúng tôi ra mâm. Nhìn chung là thấy khá là các món đây, bắt đầu các chú các cô bắt đầu nâng một ly rượu lên chúc mừng ở đây. Chào các bạn nhá, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Thì hôm nay mình lại được đi tham dự một cái đám cưới ở thôn Nà Pàn thuộc xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. Hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng mình di chuyển vào trong xem đám cưới có những gì nhá. Đây, tầm này là mọi người cũng đang đến đám cưới cũng rất là đông luôn. Khu vực này là khu vực chủ nhà họ tiếp đón những thượng khách vào phía trong để thưởng thức cỗ các bạn nhá. Bây giờ chúng ta cùng nhau di chuyển vào phía trong nhá. Bạn nhá, cùng nhau khám phá cái gian bếp của đám cưới ở khu vực Hoàng Đồng đây, cho anh em nhìn thấy nhá. Ở đây các chị đang làm rất là nhiều món đây. Xem ở đây có món gì nhiều đây. Đây các bạn, là một trong những món ăn ở đám cưới đó là món phở chua. Đây là những cái miếng thịt này, chị thái thịt nạc ấy, như kiểu làm xa xíu thái nhỏ ra cho lên bát, cho lên cái đĩa phở chua. Lạc nhé. Đây là món phở chua gần hoàn thành rồi, chỉ còn Lan đã đổ nốt cái nước lủ lên nữa là ok. Nhìn trang trí khá là đẹp nhá. Đây là canh măng, xương ninh với măng, xương móng giò ninh với măng. Bên này còn có mấy cái nồi nữa, xôi này. Đấy các bạn nhá, món thao nhục đã xong rồi, bây giờ sẽ cho ra thôi. Miếng bát này, khá là nhiều bát. Hay đi tìm một cái cung về để đựng rác. Bây giờ cứ mới này, đi đỡ nhỉ. Các bạn cậu ấy này, các bạn cậu ấy này. Thao nhục là một trong những món ăn cũng hết. Mời các bạn cùng mình đến với một trong những món ăn rất là ngon khi các bạn đến với đám cưới Lạng Sơn, đó là thịt lợn quay. Các bạn không thể nào bỏ qua được. Đây này, bây giờ hãy cùng đến đây để xem chị ra mâm lợn quay nhé. Đây, các bạn nhìn thấy không? Nhìn cây cốt thịt lợn quay tuyệt vời luôn. Cho chút lá mật lên phía trên. Đến rồi đấy, thay đến rồi đấy. Chắc là không giòn đâu. Câu hay đấy nhỉ. Món ăn nổi tiếng rồi. Anh em chưa được ăn thì nhớ lên Lạng Sơn thưởng thức một lần nhá. Sau đó chị sẽ cho cái bì. Này bì đấy, bạn nhìn thấy không? Bì rất là giòn luôn đấy. Dày nhỉ. Cái này ăn thì đúng không? Ngập mồm luôn. Đấy. Đấy là xong một đĩa rồi nhá. Sau cho thêm tí lá mắc mật nữa thì là quá thơm luôn. Đấy, bên kia là chị gói nhá. Chị sẽ gói vào những cái bọc thực phẩm ấy cho nó đảm bảo.
Tôi cầm tay vậy, không sao cả. Miếng anh em ạ, ăn bốc cho nó ngon nhá. Thơm ấy. Mồm mồm luôn. Quá là nóng luôn. Ê, bì này các bạn, giòn lắm. Tuyệt vời không? Bạn nhá, đây là món rau xào, mực xào thập cẩm. Hạt điều không đậu mắm. Hấp dẫn đấy các bạn nhé, nóng hổi. Cứ đến khách đến ăn thì bắt đầu mới xào nên rất là nóng hổi luôn. Đấy, xong rồi giá mâm các bạn nhé, là món mực thập cẩm. Quá nóng hổi luôn. Làm cái tầm bận rộn nên là phải nhanh thanh mới được đấy. Nào bạn nha, tạm thử miếng mực đi. Ôi, nóng hổi luôn. Mực này là mực tươi các bạn nhá. Tươi ngon, nóng hổi luôn. Quá. Nó vị rất là vừa phải thôi. Giòn ngọt lắm. Các bạn nhìn thấy là hôm nay là nấu cố thì là gồm là dịch vụ của nhà Hoa Nội nhá. Nha, tiếp theo giới thiệu đến các bạn món xôi ở trong cái đám cưới ở Lạng Sơn. Xôi là xôi vàng. Xôi xéo đúng không? Gọi chung là xôi xéo. Sau đó là cho cái đố lên này. Ây da nhờ. Đĩa đầy đặn đấy. Còn có cho gì nữa mà chị? Cho hành với ruốc lên trên nữa đấy. Hành này, ruốc này. Ôi, xong một suất rồi. Đây là đỗ. Đỗ. Xôi đỗ mà. Gọi là xôi vò. Xôi xéo. Mỗi người cho YouTuber một cục xôi được không? Thấy mùi thơm lắm nhỉ? Mùi thơm hấp dẫn thật đấy. Cho xin một cục nếm luôn nhá. Xôi không thôi nhá. Không ạ, lấy xôi không thôi, không ăn ruốc, không ăn hành. Bé bé thôi. Bé bé thôi. Được rồi, được rồi. Ăn được, ăn hoa thôi. Cho em một ít thôi nhá. Nào, làm thử tí nào. Ít thôi chị ơi, tẹo đây. Em không ăn miếng to đâu. Nhiều no không quay phim được. Ôi ôi, nhiều quá. Ăn sao được. Đấy. Em ăn ui ôi, đây một nắm xôi anh em mẹ ăn nắm xôi này no luôn đây nữa này. Ồ đấy ông anh cũng ăn nắm xôi làm miếng nhỉ. Cho cái gì vàng nghệ ấy. Đỗ nóng hổi luôn anh em. Cái này thì nếu mà anh cố thì mới đi. Cục to thế ngại lắm, ăn đi. Tiếp tục sẽ đưa các bạn đến với ẩm thực thịt gà ở đám cưới ở trên Lạng Sơn nhé. Đây,
Lúc này là bắt đầu các chị đang ra món thịt gà đây, chặt ra những cái đĩa này để lát nữa cho ra mâm. Nhìn chung là thấy khá là hấp dẫn này các bạn ơi. Một con gà thì đã chặt ra được hai đĩa. Đây, nhìn thấy không? Khá là hấp dẫn đấy. Các bạn nhá, tiếp theo sẽ đến món canh. Đấy, hai bát canh măng này thì hai bát canh này nóng hổi luôn. Đây rồi, xe dâu đến à? Đây biển 12 đây. Đây rồi, xe dâu đến rồi. Các bạn nhìn thấy là bây giờ đang chuẩn bị đón dâu về nhà. Các cô các chú đang chuẩn bị đây rồi. Các bạn nhá, bây giờ đã đến tầm ăn cơm rồi. Mọi người đang di chuyển vào phía trong để vào mâm để thức bữa cơm chung vui với gia đình thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là ra các món mực canh này, đúng rồi. Đây ra thêm mực với tôm nữa, gần như là đủ rồi, còn có thiếu món canh thôi. Đây thì một mâm ở đây thì gồm có thịt gà này các bạn nhé, tôm này, mực xào này, sau đó đến lợn quay, còn có thêm cả canh nữa, thao nhục, giò. Đây. Vâng, đây bắt đầu các chú, các cô bắt đầu nâng một ly rượu lên chúc mừng ở đây. Đấy các bạn nhá, đây là một mâm cỗ đủ ở... Đây, tầm này bắt đầu tầm ăn chính rồi, rất là đông. Mọi người đang ngồi gọi là full bàn rồi. Rồi các bạn nhá, đi hôm nay đưa các bạn đi ăn cưới nhá. Vừa ở trong nhà bếp rồi thì hôm nay đây là nhà hàng Hà Nội các bạn ơi. Đấy, món thì gồm có đây, khá là nhiều món đấy. Gà hấp lá chanh này, thịt lợn quay, khâu nhục, tôm trao, mực xào, nộm chua, xôi xéo, canh mộc. Anh em nào uống rượu đi. Đấy, để em phục vụ anh lên đi. Đấy, món khâu nhục nha. Quê lắm. Đây hôm nay ngồi với một mâm khá là nhiều các bạn trẻ nhé. Bây giờ ra món cũng khá rồi. Khâu nhục, lợn quay, gà, canh ra rồi. Canh măng, canh mọc với nấm. Sau đó là tiếp theo là mực với tôm nữa các bạn nhé. Đủ rồi. Mực xào. Kia là ngoài tôm nữa. Cơm. Sữa chua. Chưa với bọn nhá. Con mày không phải cá đâu mày không. Hôm nay được đủ rồi đấy. À chạm đều chạm trụ mà ngang chùa nhau cái. Cái gì nhỉ? Chúng mà giữa luôn đi. 1 2 3 go. Đây rồi. À 2 3 lên nhá. À, lên à? Lên, lên nhá. Nào. Thôi, thôi mời cả nhà đấy nhỉ. Dùng đấy nhỉ. Uống xong rồi bây phải ăn thôi nhỉ. Làm miếng mực đi. Ăn à, món này nóng rồi. Nóng mới ăn mới ngon. Thôi làm tí lại làm tí bì đi. Bì chưa được ăn ở bếp. Béo á, bì béo á. Con bì để lâu đấy mà vẫn giòn nhỉ. Măng thế nào? Măng cái vàng lắm. Nhìn lúc chặt thịt gà rất là ngon luôn. Cành.
cái đưa nó mất rồi. Đây, bạn nhìn ra miếng xịt gà rất là ngon luôn. Tiện tay cho anh một mua nhá. Rồi. Ít nữa rồi. Mua hai mua cho anh một mua. Anh ơi. Đấy. Rồi các bạn nhé, đây là vợ chồng cô dâu chú rể đến mâm để cảm ơn. À, chúc mừng hai em nhá. Chúc mừng hai em nhá. Rồi. Đấy các bạn nhé, thì mình vừa mới thưởng thức xong một cái mâm cỗ ở Lạng Sơn, cũng như quay cho các bạn xem đám cỗ ở khu vực dưới ở khu vực trên Hoàng Đồng rồi. Đấy, nhìn chung là hôm nay nhà nấu cỗ các món ăn khá là ok. Thì video của mình sẽ tạm dừng ở đây nhé, hẹn gặp lại các bạn ở những cái số tiếp theo của mình nhé, bye bye.